Hello xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em cái phiên bản Silent Hack phiên bản mới nhất nha. Và nếu anh em nào chuyển đổi sang phiên bản Việt Nam ấy, thì anh em khi mà anh em đã chuyển sang rồi thì anh em sẽ không thể chuyển lại cái phiên bản hiện tại nữa nha. Đó, thì anh em sử dụng phiên bản nào cũng được thôi. Ok, thì hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em một cái main mod mới, đó chính là main mod full chức năng cho anh em và anti ban, anti fit lag và có C-Ven Kit Slayer cho anh em nha. Thì bây giờ mình sẽ show qua tính năng của men này. Đó đây, anh em có thể xem qua ở đây. Ở đây có các tính năng gồm Super và Normal. Normal là mặc định cho anh em, và tính năng farm. Đó, sau đó thì anh em kích hoạt cái tính năng auto farm đây thì nó sẽ tự động farm. Ngoài ra thì có những cái tính năng khác đây thì anh em có thể xem qua. Mình sẽ show một lượt và chậm từ từ cho anh em nha. Về phần C-Ven này, đó, các tính năng đều thực hiện sử dụng được rất ok. Anh em đều có thể sử dụng trên phiên bản Flusu hay là phiên bản Delta nha. Đó, là nếu anh em muốn sử dụng cái men này và một cái phiên bản hack fit lag cho anh em đây, thì anh em hãy nhấn vào phần link dưới mô tả tiến hành tải về nha. Ok, thì video của mình đến đây là kết thúc. Anh em thấy video là hay thì đừng quên để cho mình like, subscribe nha.